Sau khi mình móc xong các hàng giữa mi mũi đơn và ướm vừa cái thân dưới của tai nghe thì hàng cuối cùng các bạn móc thêm cho mình nửa hàng nữa nha. Cũng là giữ nguyên các mũi móc đơn nhưng móc nửa hàng. Các bạn canh ở đây nè. Đó, thẳng lên đây thì các bạn sẽ dừng lại. Và hàng này mình đã móc xong rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc hàng này bằng cách là mình sẽ móc lên một mũi móc xích và mình sẽ cắt len luôn. Thì mình làm cái nửa hàng này đi cho cái phần mở vô của cái vỏ nó không bị vướng nha các bạn. Ở đây mình đã hoàn thành được cái phần dưới rồi. Thì ở phần trên các bạn cũng móc tương tự như vậy nha. Nhưng mà cái đoạn ở cái hàng 2 thì nó sẽ khác một xíu, đó là mình không có móc lên ba cái mũi bính đó mà mình móc ba mũi móc đơn, sau đó thì mình móc giống y như phần thân nha. Tiếp theo thì mình sẽ lấy len tím và mình sẽ móc phần tai nha. Mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật với ba mũi móc đơn. Sau khi tạo xong ba mũi móc đơn thì mình sẽ rút đoạn dây này lại. Và hàng tiếp theo thì mình sẽ móc ba mũi móc tăng, tức là hai móc đơn và cùng một chân móc. Đây, mũi móc đầu tiên và mũi móc thứ hai và cùng một chân móc. Và các bạn sẽ lặp lại thêm hai lần nữa như vậy nha. Sau khi xong thì các bạn móc thêm một mũi móc xích và mình sẽ cắt len ở đây luôn. Rồi mình sẽ rút len qua. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc tay rồi. Các bạn làm thêm một cái nữa nha. Ở đây thì len thừa nhiều nên mình sẽ dùng kéo và cắt nó luôn. Ở đây mình đã làm được hai chiếc rồi nè. Tiếp theo để làm phần mắt thì các bạn sẽ dùng len trắng và mình cũng tạo vòng tròn ma thuật. Và ở đây thì vòng tròn ma thuật có 6 mũi móc đơn nha các bạn. Hàng tiếp theo thì mình sẽ móc 6 mũi tăng. Sau khi hoàn thành hàng thứ hai thì mình sẽ có tổng cộng là 12 chân móc. Đây là chân móc đầu tiên, mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và các bạn sẽ lặp lại thêm 6 lần như vậy. Đến hàng thứ ba thì công thức sẽ là một mũi móc đơn và một mũi móc tăng, tức là các bạn sẽ móc một mũi móc đơn xong rồi móc một mũi móc tăng và mình lặp lại 6 lần như vậy là sẽ xong hàng thứ ba nha. Và sau khi kết thúc hàng thứ ba thì mình sẽ móc một mũi móc trượt vào chân móc kế bên. Và bây giờ thì mình sẽ cắt đoạn len và mình sẽ kéo đoạn len này qua. Và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để làm cho cái đoạn kết len này nó thành một vòng tròn nha. Các bạn hãy làm theo trong clip. Và sau khi luồn xong đoạn len thì mình đã có được
một chiếc mắt tròn vo nè. Và các bạn hãy làm thêm một chiếc nữa là đủ hai bên nha. Ở đây thì mình làm gần đầy đủ các bộ phận rồi. Và bây giờ thì chỉ còn thiếu chiếc mũi của bé cú thôi. Các bạn để ý là khi mình ghép hai cái mảnh này lại thì mình nhớ là để cái phần mà mình móc dư một hàng á ra phía đằng sau của cái chỗ gập này nha các bạn. Và bây giờ tới phần mũi của bé cú thì mình sẽ dùng len màu cam và mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật với 4 mũi móc đơn. Sau khi móc 4 mũi móc đơn xong, mình rút nhẫn len này và mình sẽ đâm vào chân móc đầu tiên. Mình móc lên một mũi móc đơn và sau đó mình sẽ cắt len để mình kết thúc luôn nha. Chiếc mũi của bé cú thì chỉ cần như đó là xong rồi. Và mình cũng thực hiện lại cái thao tác lúc nãy ở giống như phần mắt á, để mình giấu đoạn len này và để giữ cho cái vòng tròn nó được tròn nha. Bây giờ thì đến đoạn mình nối phần nắp và phần thân lại thì mình sẽ dùng kim khâu len. Và các bạn cứ làm như trong clip nha. Các bạn để ý là mình để hai cái phần nắp và phần thân cùng phía mà các bạn móc dư một nửa hàng á, để phía đằng sau nó mở nắp lên thì nó sẽ không bị vướng víu. Và đây là mình đã khâu được tới phần gần cuối rồi. Tới đoạn kim đánh dấu này là mình kết thúc xong. Và mình sẽ xỏ qua xỏ lại những cái đoạn len này nè để cho nó đừng có tuột ra nha. Các bạn không nhất thiết là phải xỏ theo những cái lỗ giống mình đâu. Mình cứ xỏ qua xỏ lại những cái lỗ xung quanh vòng vòng nó thì len nó sẽ không bị tuột ra. Ok, sau khi khâu xong rồi thì bây giờ mình đến công đoạn là mình sẽ ráp những cái bộ phận này lên thôi. À mà quên nữa, mình phải làm đường chỉ cho mắt chứ. Mình sẽ dùng một đoạn len màu đen, mình sẽ ước chừng tầm nhiêu đây, sau đó mình sẽ dùng kim khâu len. Và các bạn cứ khâu như mình khâu trong clip nha. Các bạn sẽ rút cái đoạn len đằng sau này lại. Ok, sau khi khâu xong mắt thì mình dùng súng bắn keo và mình sẽ gắn các bộ phận lên chiếc vỏ. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành xong rồi. Nếu các bạn muốn đẹp thêm thì các bạn có thể dùng cái
Phấn đánh mắt á, các bạn chấm thêm một xíu má hồng cho bé Cú nha. Nhìn tưng lắm nè. Mà bây giờ thì mình đã hoàn thành xong một chiếc ốp cho chiếc tai nghe của mình rồi. Chúc các bạn làm thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bye bye.